Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube ngành may mặc của mình. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi. Ngày hôm nay có một vị khách đem một cái máy may một kim lại cho mình sửa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục một cái lỗi, những cái lỗi như là đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim, và mình cần kiểm tra ở đâu và mình cần sửa cái gì. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tại sao cái máy của các bạn nó hay bị đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim thì các bạn cần kiểm tra ở đâu. Đầu tiên các bạn phải cần kiểm tra lại trụ kim của mình. Đây, ví dụ như cái máy này khách đem lại cái trụ kim nó rơ như thế này. Đó, mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem. Các bạn chỉ cần cầm vào trụ kim nè, các bạn lắc. Đó, nếu mà cái độ rơ nó quá nhiều như thế này thì các bạn chạy thì nó sẽ bị bỏ mũi nè, gãy kim và đứt chỉ. Đó, cái trụ kim mà nó rơ như răng rụng vậy nè, là cái răng của bạn sắp rụng rồi, các bạn đâu có chạy được. Đó là trong những cái chi tiết mà các bạn cần thay thế ha. Rồi, thứ hai là các bạn cần kiểm tra cái ổ của mình. Các bạn ngửa máy lên và các bạn nhìn vào cái ổ. Nhìn vào cái ổ. Thì bây giờ cái ổ của các bạn mà các bạn cầm các bạn lắc mà nó rơ như thế này nè, là hết xài được rồi nha. Thứ nhất là chạy nó sẽ bị kêu rất là to, và thứ hai nó sẽ không ổn định nữa, chạy nó rất là dễ bị gãy kim đứt chỉ ha. Đó, những cái này nè khách xài rất là lâu rồi đó, không chịu thay mà nó rơ như thế này rồi là chạy nó sẽ không ổn định. Đó là những cái lý do trụ kim gơ và ổ gơ, thì đây là cái lý do mà dẫn đến cái máy của các bạn nó chạy không ngon ha, không ngon, chạy nó bị đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim liên tục. Đó, các bạn phải cần kiểm tra. Nếu mà các bạn kiểm tra cái máy mình nó bị rơ thì các bạn nên kêu thợ về thay, hoặc là các bạn xem video mình để tự thay. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay trụ kim ha, thay trụ kim. Đó, thay trụ kim để cho cái trụ kim mình nó hết bị rơ. Rồi ok, vào phần chi tiết hướng dẫn cho các bạn luôn, thay chi tiết từ A tới Z luôn, để cái trụ kim mình nó không bị rơ, nó không có dẫn tới cái tình trạng mà may nó bị đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim. Rồi, đầu tiên các bạn cần mở ba con ốc này ra để lấy cái nắp đầu máy ra ha. Mở ba con ốc này ra. Rồi, bước tiếp theo các bạn cần mở ốc trụ kim ra. Mở ốc gắn kim ra. Các bạn lấy cái con ốc gắn kim ra. Đó. Và lấy cái khoen này ra luôn. Gõ lấy cái khoen này ra. Đây. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn ở đây. Các bạn nhìn lên trên cái nắp mình mở ra, ở đây nó sẽ có một cái con ốc. Đây là cái con ốc để siết trụ kim ha, mình mở cái con ốc này ra. Mở con ốc trụ kim ra. Khi mà các bạn mở cái con ốc trụ kim ra rồi thì bây giờ mình sẽ đẩy cái trụ kim đi lên. Mình lấy cái trụ kim ra ngoài. Mình sẽ đẩy ngược lên trên. Đó, mình đẩy ngược lên trên để mình lấy ra ngoài nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đã rút được trụ kim ra ha. Đây, đây là cái trụ kim mà nó bị rơ, bị mòn. Khi mà các bạn lấy được cái trụ kim ra rồi thì bây giờ mình chỉ cần lấy cái bạc ra, đóng cái bạc ra. Thì các bạn có thể dùng cái trụ kim này để đóng ra, hoặc là cái gì đó các bạn đóng cũng được. Các bạn kê vào. Ở trong đây là cái bạc nè. Mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem. Đó, đây là cái bạc màu đồng nè. Đó, bây giờ các bạn phải cần đóng cái bạc này ra ngoài để mình thay cái bạc luôn. Đó, đóng xuống. Rồi. Rồi. Đó, mình đã đóng được cái bạc ra ngoài. Thì đây là cái bạc nha. Đó, mình đóng bỏ luôn, nó sẽ bị méo đầu bỏ luôn ha. Rồi, mình thay. Rồi, bây giờ các bạn sẽ mua một cái bạc mới và một cái trụ kim mới mình thay vào ha. Đây, mình sẽ xé ra mình thay vào luôn cho các bạn xem. Đây là một cái bạc mới. Và đây là cái trụ kim. Các bạn có cần mua bạc và trụ kim thì liên hệ với mình luôn. Đó. Bạc và trụ kim các bạn về các bạn tự thay thì các bạn có thể liên hệ mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng lại cái bạc này lại như cũ và trụ kim. Đó. Mình sẽ nhét nó vào. Nhét nó vào. Rồi, bây giờ mình ở đây thì nó hơi hẹp nè, nên là nó khó đóng, mình sẽ mở ra thêm. Mình sẽ mở cái này ra thêm để cho nó trống trải, để mình dễ đóng. Dễ đóng. Nó hơi bị vướng nên là khó đưa đồ vào mình đóng xuống ha. Mình sẽ tháo luôn cái này ra. Đây. Tháo ra cho trống trải để mà mình đóng cái bạc xuống nha các bạn ha. Rồi, cái này mình có thể rút ra luôn nè. Cái này các bạn có thể rút ra, tí các bạn gắn lại nha. Đó, các bạn nhớ là mình rút ra cái tay này như thế nào, và để ý mình tí mình gắn lại như cũ ha. Trước khi tiếp tục video, cho mình xin 30 giây để quảng cáo. Hiện tại mình đang bán tất cả các dòng máy may công nghiệp mới, cũ, máy may gia đình, bàn ủi hơi nước, máy cắt vải, vân vân, phụ tùng và linh kiện.
về ngành may và mình có nhận sửa chữa máy may tại nhà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì mình có lập một cái website để bán hàng. Anh chị em có thể vào website của mình để tham khảo về giá và cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà mình bán và cũng như là tất cả các dịch vụ bên mình. Và các bạn có thể đặt mua hàng trực tiếp ở trên website của mình luôn nha. Website của mình là ngành may mặc.vn. Mình sẽ để đường link website ở phần mô tả video, thì các bạn có thể sử dụng điện thoại hoặc là máy tính để mà truy cập vào website của mình để tham khảo. Nếu các bạn cần tư vấn trực tiếp về máy móc thiết bị ngành may, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của mình 0784315777, và số điện thoại này cũng là số Zalo của mình. Các bạn có thể add Zalo của mình để mà nhắn tin hoặc là trao đổi trực tiếp với mình qua Zalo nha. Rồi, tiếp theo là khi mà các bạn cần đóng cái bạt này xuống thì các bạn không được dùng những cái vật như là thép hoặc là sắt để mà mình kê vào mình đóng ha. Cái trụ kim này các bạn đóng cũng không được nha. Nói chung là dùng mỏ vít hay là búa gì mình đóng vào là nó sẽ bị tè đầu ở trong đây, không có được nha. Các bạn cần dùng một cây gỗ đó, hoặc là các bạn chêm miếng gỗ vào các bạn đóng cũng được nha. Các bạn đặc biệt là không dùng sắt thép để mà mình kê vào mình đóng ha. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái cây gỗ nhỏ để mà mình đóng cái trụ kim này xuống, đóng cái bạt này xuống ha. Rồi, mình sẽ dùng bằng cây gỗ thì nó sẽ không có làm bị tè đầu cái bạt của mình, hư cái bạt của mình nha các bạn ha. Đó, mình sẽ dùng cây gỗ và mình đóng xuống. Đó. Đó các bạn nha, nhớ lưu ý nha. Cái bạt này mà các bạn đưa những cái vật sắc nhọn bằng sắt, bằng thép vào các bạn đóng là nó sẽ bị tòe đầu, khi đó các bạn gắn trụ kim vào nó sẽ không vừa ha. Khi này mình đã đóng cái bạt xong thì bây giờ mình sẽ lắp lại trụ kim đó, và lắp lại những cái gì mình đã tháo ra. Thì hồi nãy mình tháo cái chốt này ra đó, chốt tai biên này nè, thì bây giờ mình sẽ gắn lại. Thì ở trong đây nè nó có một cái viên bi nha các bạn ha, các bạn phải đẩy viên bi lên đó, các bạn gắn vào, các bạn nhớ đẩy cái viên bi ở bên trong lên nha. Rồi, đẩy sao mà cho nó vô cái viên bi ở bên trong á. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp lại trụ kim nha các bạn ha. Lắp lại trụ kim. Và khi các bạn tra trụ kim á thì các bạn cho một miếng dầu vào. Đó, các bạn cho một miếng dầu vào để cho nó trơn, các bạn dễ đẩy lên đẩy xuống ha. Rồi, đó. Các bạn đẩy từ trên đẩy xuống. Đó. Rồi, các bạn kéo xuống nè. Rồi, ok. Như vậy là mình đã vừa thay bạt và trụ kim xong. Rồi, ở cái bạt cũ nó có một cái lò xo như thế này để mà giữ chỉ ha. Rồi, cái miếng này cái nó hơi khó gắn nha, các bạn phải dùng kìm các bạn gắn nha. Banh nó ra. Xỏ lên. Đó. Rồi. Cái miếng này là nó để giữ chỉ nè, để nó dẫn chỉ đi lên từ trên đi xuống ha, các bạn gắn vòng quanh cái bạt này rồi. Rồi, tiếp theo sau khi mà mình gắn cái đó xong thì dưới đây nó có một cái dẫn chỉ tiếp tục, một cái dẫn chỉ nhỏ gắn ngay trụ kim nè, các bạn xỏ lên các bạn gắn luôn. Nói chung là cái trụ kim cũ nó có cái gì thì các bạn tháo ra các bạn gắn lại như cũ. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ cần gắn cái con ốc siết kim này lại. Rồi, sau khi mà các bạn thay trụ kim và gắn hết những cái chi tiết máy xong rồi thì bây giờ các bạn phải cần chỉnh lại chiều sâu kim nha, chỉnh lại chiều sâu kim. Rồi, thì bây giờ nè, bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn xem nè. Hồi nãy là cái trụ kim nó bị rơ ha. Rồi bây giờ mình lắc nè, hết rơ nè. Lắc rất là mạnh luôn nè, các bạn thấy không, nó không bị rơ như thế. Trụ kim mình nó máy mà nó ngon á thì trụ kim nó phải cứng và nó ổn định. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn canh lại chiều sâu kim, chiều sâu của trụ kim này nè cho nó đúng ha. Bây giờ là mình sẽ cần gắn kim vào lại để mà mình canh. Đó, bây giờ mình sẽ mở trụ kim ra rồi, bây giờ mình sẽ gắn kim vào. Đó, các bạn nhớ gắn kim là các bạn đẩy kim lên tận cùng phía trên và mình siết ốc lại. Rồi, khi này mình đã gắn kim xong thì bây giờ các bạn cần ngửa máy ra để canh chiều sâu kim ha. Bây giờ mình sẽ ngửa lên máy lên cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn canh lại chiều sâu kim cho nó chuẩn. Rồi, bây giờ mình sẽ ngửa máy ra để canh chiều sâu kim. Và nhớ lưu ý là mình phải cần mở cái con ốc trụ kim ra nha, mở con ốc trụ kim ra. Khi này các bạn có thể lắc được trụ kim lên xuống rồi, khi này các bạn sẽ quay cái tay biên này nè. Các bạn nhìn vào kỹ vào cái tay biên nè. Đây là cái tay biên nè. Các bạn cần quay máy, các bạn lấy tay các bạn quay máy cho cái tay biên này nó đi xuống tận cùng ở phía dưới. Tận cùng phía dưới nè. Phía dưới đây. Và nó đi lên, nó chỉ có đi lên và đi xuống thôi. Thì cái điểm tận cùng ở phía dưới, đó các bạn quay xuống tới cái điểm tận cùng. Đó, là cái tay biên này nó đi xuống tận cùng ha. Rồi, rồi khi này cái tay biên mình nó đã nằm ở phía dưới tận cùng rồi nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng tay để mà mình đẩy trụ kim xuống, mình canh chiều sâu kim. Bây giờ mình sẽ dơm gần lại để hướng dẫn cho các bạn canh chiều sâu kim. Các bạn kéo trụ kim xuống thì các bạn sẽ thấy được cái lỗ kim. Đây. Đây là cái lỗ kim các bạn thấy không ạ? Mình sẽ zoom gần đó. Đây là cái lỗ kim. Đó, các bạn thấy được cái lỗ kim. Bây giờ mình đã quay cái góc quay cho các bạn nhìn thấy được cái lỗ ổ chao ha. Đây là cái lỗ ổ chao và đây là cái lỗ kim. Rồi. Đó, mình sẽ làm lại nè. Đây là lỗ kim. Các bạn thấy lỗ kim. Tiếp theo là các bạn phải cần xác định lỗ ổ chao là nó nằm ở đâu, là cái lỗ ổ chao là cái lỗ này nè.
cái lỗ to dài từ đây qua tới bên đây hả, để cho kim đâm xuống đây là lỗ ổ chao ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kéo cho lỗ kim nó bằng với lỗ ổ chao. Đây, nó bằng nhau. Các bạn nhìn ngang qua. Rồi, các bạn nhìn thấy lỗ kim thì bây giờ các bạn chỉnh làm sao cho lỗ kim nó bằng ngang với lỗ ổ chao như thế này là đúng. Lỗ kim bằng ngang với lỗ ổ chao ha. Đó. Khi này các bạn chỉ cần canh lỗ kim nó bằng với lỗ ổ chao như thế này. Đó. Ví dụ như sâu quá như vậy là cũng không được, và cạn quá như vậy cũng không được ha. Cạn quá cái kim mà nó thụt ít quá cũng không được, mà nó sâu quá nó cũng không được ha. Các bạn chỉnh chiều sâu làm sao cho lỗ kim nó sẽ bằng với lỗ ổ chao, nó sẽ như thế này. Đó. Hai cái nó bằng nhau. Đó. Các bạn nhìn ngang và thấy lỗ kim bằng với lỗ ổ chao. Rồi, khi này khi mà đã chỉnh xong như vậy, các bạn chỉ cần siết lại con ốc trụ kim. Thì con ốc trụ kim là cái con ốc này nha. Các bạn chỉ cần siết lại, siết chặt vào cái con ốc này, trụ kim này là xong. Rồi, các bạn không cần chỉnh gì nữa cả. Thì như vậy là mình đã chỉnh chiều sâu kim nó chuẩn về như cái lúc mà là thay ra nha các bạn ha. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn thay bạc trụ kim và thay trụ kim để cho cái trụ kim mình nó được ổn định hơn, nó được thẳng, nó không có bị sụt xịt, bị rơ. Thì cái những cái lỗi như là đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim đó thì nó sẽ xuất phát được rất là nhiều nguyên nhân, chứ không riêng gì nguyên nhân bị rơi trụ kim nha các bạn ha. Chứ các bạn đừng có nghĩ là máy bị đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim, các bạn thay bạc, thay trụ kim là nó hết. Đó, nó không có lại như vậy. Khi mà các bạn thay bạc trụ kim làm cho cái trụ kim mình nó cứng hơn, nó không có bị rơ, ổn định thì máy bạn nó sẽ chạy ngon hơn, và nó không giải quyết được cái vấn đề hết bị bỏ mũi, đứt chỉ, gãy kim nha. Tại vì một cái máy nó hoàn chỉnh, nó ok á, thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Ví dụ như khi mà các bạn thay bạc trụ kim rồi thì các bạn phải cần canh ổ lại, ổ của các bạn nó có bị rơ hay không, và các bạn cần thay ổ nè, và các bạn chỉnh cái ổ chao nó có đúng chưa. Để cho các bạn mà khỏi hỏi mình là tại sao tôi thay trụ kim, thay bạc rồi nhưng mà máy vẫn bị đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim. Đó, thì cái thay bạc và thay trụ kim này nó sẽ giúp cho cái trụ kim mình nó sẽ ổn định và máy nó sẽ tốt hơn nha các bạn ha. Chứ nhiều khi cái bệnh đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim nó nằm ở bộ phận khác. Ví dụ như các bạn chỉnh ổ bị sai nè, ổ của các bạn bị lệch nè, hoặc là ổ của các bạn rơ quá, các bạn chỉnh chưa đúng thì nó vẫn đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim như thường. Đây là trong những cái nguyên nhân để khắc phục và cho cái máy của mình nó sẽ chạy ngon hơn nha. Còn khi mà một cái máy ổn định này nó liên quan đến nhiều thứ lắm. Khi mà máy nó bị sự cố nó liên quan nhiều thứ lắm. Ổ chao nè, rồi chỉnh ổ nó có đúng chưa, thì video hướng dẫn chỉnh ổ và thay ổ mình đã có làm rồi. Đó, anh chị em nào chưa xem thì có thể quay lại video hướng dẫn chỉnh ổ của mình để mà mình xem mình chỉnh ổ chao của mình nó cho nó chuẩn lại. Khi mà trụ kim của mình đã chuẩn rồi thì cái ổ của mình nó phải cần chuẩn nữa, thì lúc đó cái máy mình nó sẽ chạy rất là ngon và ít bị hư vặt như là đứt chỉ, bỏ mũi, gãy kim. Rồi, thì cái video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn thay bạc trụ kim. Đó, thì các bạn thấy video của mình hay, hữu ích, nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.